Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tỷ giới, tánh của tỷ giới là không, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, tỷ giới ấy chẳng phải là cái không của tỷ giới, cái không của tỷ giới ấy chẳng phải là tỷ giới chẳng lìa không, không chẳng lìa tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi tỷ giới cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thiệt giới, tánh của thiệt giới là không, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, thiệt giới ấy chẳng phải là cái không của thiệt giới, cái không của thiệt giới ấy chẳng phải là thiệt giới chẳng lìa không, không chẳng lìa thiệt giới tức là không, không tức là thiệt giới. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thiệt giới cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thân giới, tánh của thân giới là không, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, thân giới ấy chẳng phải là cái không của thân giới, cái không của thân giới ấy chẳng phải là thân giới chẳng lìa không, không chẳng lìa thân giới tức là không, không tức là thân giới. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thân giới cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì ý giới, tánh của ý giới là không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, ý giới ấy chẳng phải là cái không của ý giới, cái không của ý giới ấy chẳng phải là ý giới chẳng lìa không, không chẳng lìa ý giới tức là không, không tức là ý giới. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi ý giới cho đến chẳng nên trụ nơi các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi địa giới, chẳng nên trụ nơi thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì địa giới và tánh của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Bạch Thế Tôn, địa giới ấy chẳng phải là cái không của địa giới, cái không của địa giới ấy chẳng phải là địa giới chẳng lìa không, không chẳng lìa địa giới tức là không, không tức là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi địa giới, chẳng nên trụ nơi thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thánh đế khổ, chẳng nên trụ nơi thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không, thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ ấy chẳng phải là cái không của thánh đế khổ, cái không của thánh đế khổ ấy chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế khổ chẳng lìa không, không chẳng lìa thánh đế khổ. Thánh đế khổ tức là không, không tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo cũng lại như vậy.
Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thánh đế khổ, cũng chẳng nên trụ nơi thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi vô minh, chẳng nên trụ nơi hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ ưu não. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì vô minh và tánh của vô minh là không, cho đến lão tử sầu than khổ ưu não và tánh của lão tử sầu than khổ ưu não là không. Bạch Thế Tôn, vô minh ấy chẳng phải là cái không của vô minh, cái không của vô minh ấy chẳng phải là vô minh. Vô minh chẳng lìa không, không chẳng lìa vô minh tức là không, không tức là vô minh, hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi vô minh cho đến chẳng nên trụ nơi lão tử sầu than khổ ưu não. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi bốn tịnh lự, chẳng nên trụ nơi bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự ấy chẳng phải là cái không của bốn tịnh lự, cái không của bốn tịnh lự ấy chẳng phải là bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn tịnh lự tức là không, không tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng là như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi bốn tịnh lự, chẳng nên trụ nơi bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi năm loại mắt, chẳng nên trụ nơi sáu phép thần thông. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt ấy chẳng phải là cái không của năm loại mắt, cái không của năm loại mắt ấy chẳng phải là năm loại mắt. Năm loại mắt chẳng lìa không, không chẳng lìa năm loại mắt. Năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi năm loại mắt, chẳng nên trụ nơi sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nơi tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bố Thí Ba La Mật Đa và tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa là không, cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa và tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa là không. Bạch Thế Tôn, Bố Thí Ba La Mật Đa ấy chẳng phải là cái không của Bố Thí Ba La Mật Đa, cái không của Bố Thí Ba La Mật Đa ấy chẳng phải là Bố Thí Ba La Mật Đa. Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng lìa không, không chẳng lìa Bố Thí Ba La Mật Đa. Bố Thí Ba La Mật Đa tức là không, không tức là Bố Thí Ba La Mật Đa. Tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến chẳng nên trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi bốn niệm trụ, chẳng nên trụ nơi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không, cho đến tám chi thánh đạo và tánh của tám chi thánh đạo là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ ấy chẳng phải là cái không của bốn niệm trụ, cái không của bốn niệm trụ ấy chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi bốn niệm trụ cho đến chẳng nên trụ nơi tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi mười lực của Phật,
chẳng nên trụ nơi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì mười lực của Phật và tánh của mười lực của Phật là không, cho đến trí nhất thiết tướng và tánh của trí nhất thiết tướng là không. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật ấy chẳng phải là cái không của mười lực của Phật, cái không của mười lực của Phật ấy chẳng phải là mười lực của Phật. Mười lực của Phật chẳng lìa không, không chẳng lìa mười lực của Phật. Mười lực của Phật tức là không, không tức là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi mười lực của Phật cho đến chẳng nên trụ nơi trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào các văn tự, chẳng nên trụ vào sự dẫn giải của các văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hoặc hai lời dẫn giải, hoặc nhiều lời dẫn giải. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các văn tự và tánh của các văn tự là không, sự dẫn giải của các văn tự và tánh của sự dẫn giải của các văn tự là không. Bạch Thế Tôn, các văn tự ấy chẳng phải là cái không của các văn tự, cái không của các văn tự ấy chẳng phải là các văn tự. Các văn tự chẳng lìa không, không chẳng lìa các văn tự. Các văn tự tức là không, không tức là các văn tự. Sự dẫn giải của các văn tự cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào các văn tự, chẳng nên trụ vào sự dẫn giải của các văn tự. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào các pháp thường vô thường, hoặc chẳng nên trụ vào các pháp lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các pháp thường vô thường và tánh của các pháp thường vô thường là không, cho đến các pháp viễn ly bất viễn ly và tánh của các pháp viễn ly bất viễn ly là không. Bạch Thế Tôn, các pháp thường vô thường ấy chẳng phải là cái không của các pháp thường vô thường, cái không của các pháp thường vô thường ấy chẳng phải là các pháp thường vô thường. Các pháp thường vô thường chẳng lìa không, không chẳng lìa các pháp thường vô thường. Các pháp thường vô thường tức là không, không tức là các pháp thường vô thường. Các pháp khổ lạc cho đến các pháp viễn ly bất viễn ly cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào các pháp thường vô thường, cho đến chẳng nên trụ vào nơi các pháp viễn ly, bất viễn ly. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào chân như, chẳng nên trụ vào pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sanh. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chân như và tánh của chân như là không, cho đến tánh ly sanh và tánh của tánh ly sanh là không. Bạch Thế Tôn, chân như ấy chẳng phải là cái không của chân như, cái không của chân như ấy chẳng phải là chân như. Chân như chẳng lìa không, không chẳng lìa chân như. Chân như tức là không, không tức là chân như. Pháp giới cho đến tánh ly sanh cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào chân như, cho đến chẳng nên trụ vào tánh ly sanh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng nên trụ vào tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni ấy chẳng phải là cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni, cái không của tất cả pháp môn Đà La Ni ấy chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng lìa không, không chẳng lìa các pháp, tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Đà La Ni tức là không, không tức là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng lại như vậy. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vào tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng nên trụ vào tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại Bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, cho nên tâm liền trụ vào sắc, trụ vào thọ tưởng hành thức. Vì do sự trụ này nên đối với sắc khởi lên sự gia hạnh, đối với thọ tưởng hành thức khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhãn xứ, trụ vào nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì do sự trụ này nên đối với nhãn xứ khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với ý xứ khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào sắc xứ, trụ vào thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì do sự trụ này nên đối với sắc xứ khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với pháp xứ khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhãn giới, trụ vào sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ này nên đối với nhãn giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhĩ giới, trụ vào thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ này nên đối với nhĩ giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào tĩ giới, trụ vào hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ này nên đối với tĩ giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào thiệt giới, trụ vào vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ này nên đối với thiệt giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào thân giới, trụ vào xúc giới, thân thức giới và thân xúc,
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ này nên đối với thân giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào ý giới, trụ vào pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì do sự trụ này nên đối với ý giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào địa giới, trụ vào thủy hỏa phong không thức giới. Vì do sự trụ này nên đối với địa giới khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với thức giới khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào thánh đế khổ, trụ vào thánh đế tập diệt đạo. Vì do sự trụ này nên đối với thánh đế khổ khởi lên sự gia hạnh, đối với thánh đế tập diệt đạo khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào vô minh, trụ vào hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ nhu não. Vì do sự trụ này nên đối với vô minh khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với lão tử sầu than khổ nhu não khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào bốn tịnh lự, trụ vào bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do sự trụ này nên đối với bốn tịnh lự khởi lên sự gia hạnh, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào năm loại mắt, trụ vào sáu phép thần thông. Vì do sự trụ này nên đối với năm loại mắt khởi lên sự gia hạnh, đối với sáu phép thần thông khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào bố thí ba la mật đa, trụ vào tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì do sự trụ này nên đối với bố thí ba la mật đa khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với bát nhã ba la mật đa khởi lên sự gia hạnh.
Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào bốn niệm trụ, trụ vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do sự trụ này nên đối với bốn niệm trụ khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với tám chi thánh đạo khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào 10 lực của Phật, trụ vào 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do sự trụ này nên đối với 10 lực của Phật khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với trí nhất thiết tướng khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào các văn tự, trụ vào sự dẫn giải của các văn tự, hoặc một lời dẫn giải, hoặc hai lời dẫn giải, hoặc nhiều lời dẫn giải. Vì do sự trụ này nên đối với văn tự khởi lên sự gia hạnh, đối với sự dẫn giải của các văn tự khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào các pháp thường hoặc vô thường, trụ vào các pháp lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly. Vì do sự trụ này nên đối với các pháp thường hoặc vô thường khởi lên sự gia hạnh, cho đến đối với các pháp viễn ly, bất viễn ly khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì bị cái chấp ngã ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào tất cả pháp môn Đà La Ni, trụ vào tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do sự trụ này nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni khởi lên sự gia hạnh, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa khởi lên sự gia hạnh. Vì do sự gia hạnh này nên chẳng thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng thể tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thể viên mãn bát nhã ba la mật đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc chẳng nên nhiếp thọ, nên thọ tưởng hành thức chẳng nên nhiếp thọ. Sắc đã chẳng nên nhiếp thọ thì liền chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức đã chẳng nên nhiếp thọ, liền chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Vì bản tánh là không, cho đến tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng nên nhiếp thọ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng nên nhiếp thọ. Pháp môn Đà La Ni đã chẳng nên nhiếp thọ thì liền chẳng phải là pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Tam Ma Địa đã chẳng nên nhiếp thọ thì liền chẳng phải là pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao vậy? Vì bản tánh là không, cái nhiếp thọ tu hành viên mãn bát nhã ba la mật đa cũng chẳng nên nhiếp thọ. Như vậy bát nhã ba la mật đa chẳng nên nhiếp thọ thì liền chẳng phải là bát nhã ba la mật đa.
Vì sao vậy? Vì bản tánh là không. Như vậy, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên dùng bản tánh không mà quán tất cả pháp. Khi khởi lên quán này thì đối với tất cả pháp tâm không sở hành. Đó gọi là sự nhiếp thọ tam ma địa của Đại Bồ Tát. Tam ma địa này vi diệu, thù thắng, rộng lớn, vô lượng, có khả năng tập hợp tác dụng vô biên, vô ngại, mà tất cả thanh văn độc giác không có được. Chỉ nhất thiết tướng đã hoàn thành đó cũng chẳng nên nhiếp thọ. Như vậy, chỉ nhất thiết tướng đã chẳng nên nhiếp thọ thì liền chẳng phải là chỉ nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tàn không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết tướng này chẳng phải thủ đắc tướng mà tu đắc. Vì sao vậy? Vì những cái thủ đắc tướng đều là phiền não. Tướng là những gì? Đó là tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức, cho đến tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Đối với các tướng này mà ai đắm vào gọi là phiền não. Nếu ai thủ đắc tướng mà tu đắc trí nhất thiết tướng thì người tu hành dõng mãnh đối với trí nhất thiết trí chẳng nên tín giải. Tướng của tín giải ấy là những gì? Đó là đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh lòng tin sâu xa, thanh tịnh. Do sức hiểu biết thủ thắng mà tư duy quan sát trí nhất thiết trí, không dùng tướng làm phương tiện, cũng chẳng phải dùng phi tướng làm phương tiện, vì tướng và phi tướng đều không thể thủ đắc. Người tu hành dõng mãnh ấy, tùy do sức tín giải mà quay về với Phật Pháp nên gọi là người tùy tín hành. Nhưng có khả năng dùng bản tánh không mà ngộ nhập trí nhất thiết trí, đã ngộ nhập rồi, chẳng thủ đắc tướng sắc, chẳng thủ đắc tướng thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng thủ đắc tướng tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thủ đắc tướng tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả pháp đều không, nên năng thủ sở thủ đều chẳng thể nắm bắt được. Như vậy, người tu hành chẳng dùng nội đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng nội ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng vô trí đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, chẳng dùng dư đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí, cũng chẳng dùng bất khả hiện quán